khởi tố 7 bị can trong vụ khủng bố tại trụ sở công an phường. Nắng nóng kéo dài, nguy cơ mất trắng gần 1.000 hectare lúa. Phát hiện gần 1.000 thùng phi chứa hóa chất gây ô nhiễm. Phát hiện số lượng lớn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật quá hạn sử dụng. Câu chuyện độc đáo hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với vẻ đẹp của 40.000 chậu hoa hồng tại Sa Đéc. Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin 18 giờ. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 6 tháng 7 năm 2018. Bản tin của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất vừa xảy ra trên cả nước. Và tôi là Đào Duy của bản tin 18 giờ. Thưa quý vị, có 7 bị can đã bị khởi tố trong vụ khủng bố quăng bom gây nổ tại trụ sở công an phường 12 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 6. Thông tin này được công an thành phố Hồ Chí Minh công bố tại cuộc họp chiều qua. Những người bị khởi tố gồm Nguyễn Khanh 54 tuổi, ngụ Đồng Nai, Nguyễn Tấn Thành 27 tuổi, con trai ông Khanh, Dương Bá Giang 48 tuổi quê Hà Tĩnh, Vũ Hoàng Nam ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong vụ việc này, có 3 người tại tỉnh Đắk Nông đã bán chất nổ cho ông Khanh bị khởi tố gồm Nguyễn Trung Trực 36 tuổi, Nguyễn Minh Nhật 27 tuổi, Nguyễn Khắc Sinh Nhật 37 tuổi. Bước đầu ông Khanh khai nhận đã nhận tiền từ một đối tượng lưu vong và đối tượng này hứa sẽ phong cho ông Khanh làm tướng tá nếu thực hiện thành công vụ việc. Sau đó ông Khanh lên kế hoạch đặt bom khủng bố và rủ con cháu của mình cùng tham gia. Trong đó, Giang là người đã chế tạo ra trái nổ, còn Nam là người trực tiếp mang hai trái nổ đi gây nổ tại công an phường 12. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài hơn 10 ngày qua tại các huyện Nông Cống, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Hoàng Hóa, Hậu Lộc của tỉnh Thanh Hóa đã khiến cho gần 1.000 hecta lúa mùa bị hạn hán và thiếu nước nghiêm trọng. Hiện các trạm bơm và máy bơm tại các khu vực trên đã ngừng hoạt động vì nguồn nước dẫn về trạm bơm cũng không còn. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận tại xã Công Liêm, huyện Nông Cống, địa phương có diện tích lúa bị hạn nặng nhất. Vụ mùa này, xã Công Liêm gieo cấy 374 hectare, đến nay có 270 hectare đang bị khô hạn nghiêm trọng, trong đó có 50 hectare có nguy cơ bị chết cháy. Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện có diện tích lúa bị hạn nặng, phối hợp với các trạm thủy nông cấp nước tưới cứu lúa, chính quyền các xã nạo vét bể hút, nối dài ống hút, lắp đặt máy bơm có cột nước cao, duy trì trạm bơm giả chiến để tưới nước chống hạn cho lúa, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng nóng gây ra. Nhiệt độ trong ngày có lúc hơn 40 độ C, nên nhiều người dân ở thành phố Huế đã đưa con em mình ra khu vực sông Hương để tắm mát và giải nhiệt. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Cứ tầm 4 giờ chiều, rất đông người dân sống ở khu vực thành nội của thành phố Huế tập trung tại khu vực sông Hương, đoạn qua phường Phú Thuận để tắm mát. Nhiều người mang cả phao bơi, áo phao, kính bơi, tập trung ở đây để hòa mình vào dòng nước mát lạnh. Một số chai nhựa cũng được tận dụng để làm phao bơi cho các em nhỏ. Do nước sông ở khu vực gần bờ khá nông, nên một số phụ huynh cũng chọn khu vực này để dạy bơi cho con em mình. Theo người dân ở đây, do thời tiết những ngày gần đây quá nóng, nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới hơn 40 độ C, nên việc ra sông Hương tắm mát được khá nhiều người lựa chọn để giải nhiệt. Được biết, bãi tắm dọc sông Hương này là bãi tắm tự phát. Ủy ban Nhân dân phường Thuận Lộc cũng đã cho cắm bảng cảnh báo khu vực nước sâu. Tuy nhiên, theo quan sát, hầu như không có lực lượng cứu hộ có mặt ở khu vực này để theo dõi, can thiệp khi xảy ra tai nạn. Thưa quý vị, hôm qua, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lần đầu tiên bệnh viện này áp dụng kỹ thuật thuyên tắc động mạch tử cung để điều trị băng huyết sau sinh cho hai sản phụ. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, phó khoa sanh Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sản phụ 30 tuổi ở Tây Ninh được mổ lấy thai ngày 29 tháng 6, bị mất 600ml máu, còn trong vòng 5 giờ từ khi mổ, sản phụ mất khoảng 2,4 lít máu. Cùng ngày, sản phụ 34 tuổi quê Lâm Đồng cũng băng huyết sau sinh tại bệnh viện. Trong 2 giờ sau mổ bắt con, sản phụ mất khoảng 1,5 lít máu. Cả hai sản phụ lần lượt được các bác sĩ áp dụng kỹ thuật thuyên tắc động mạch tử cung. Sau 30 phút thao tác, tình trạng băng huyết của sản phụ chấm dứt và phục hồi tốt đều ổn định. Dự kiến sẽ xuất viện trong tuần này. Quý vị thân mến, nhằm kích cầu tăng trưởng du lịch nội địa, thúc đẩy nhu cầu đi lại bằng đường sắt, vừa qua, Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã đưa ra chương trình giảm giá hè năm 2018. Đơn vị này sẽ giảm 10% giá vé cho học sinh sinh viên nhập học vào các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Thời gian áp dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Cụ thể, giảm 10% giá vé các loại chỗ ghế ngồi hiện hành với mác tàu SE21 hoặc SE22, NH1 hoặc NH2 chạy vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 hàng tuần. Đối với mác tàu SE26, SQN2, SNT2, 46 chạy vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Và mác tàu SE25, SQN1, SNT1, 3, 5 chạy vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Ngoài ra, đối với đoàn khách từ 10 người trở lên của các đơn vị lữ hành tham gia chương trình kích cầu du lịch bằng tàu hỏa sẽ được giảm 20% giá vé, thời gian áp dụng từ ngày 7 tháng 7 năm 2018 đến 12 tháng 8 năm 2018. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 30 tháng 6 và 2 tháng 7, tại khu vực của xã Phú An, huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, xuất hiện điểm sạt lở nghiêm trọng gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến đời sống cũng như sinh hoạt của người dân. Nửa đêm khuya có tự nhiên nghe ở ngoài đường có một cái tiếng lớn là một cái ầm, thì trong nhà tôi dạy ra là lấy sạt lở khoảng vô 10 mét. Điểm sạt lở dài khoảng 70 mét, ăn sâu vào tuyến đường phía đông sông An Phú hơn 10 mét, là một căn nhà và đường giao thông đổ sụp xuống sông. Đây là tuyến giao thông chính nên ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Sau khi xảy ra sự cố, Ủy ban Nhân dân xã Phú An, huyện Cai Lậy đã khảo sát, lập phương án hỗ trợ di dời cho 4 hộ dân có nhà ở bị ảnh hưởng, đề xuất giải phóng mặt bằng để thi công bờ kè và đường tránh qua khu vực sạt lở. Sạt lở này thì theo tôi là người dân đây thì tôi nhìn được thấy rất là nguy hiểm, thì nhờ ở cấp trên là điều nghiên sao để cho nó chống cái sạt lở này. Sau sự cố sạt lở xảy ra trong buổi sáng ngày 3 tháng 7, lãnh đạo huyện Cai Lậy đã khảo sát các điểm sạt lở trên địa bàn huyện. Xã có 2 điểm sạt lở, ở ấp 4 một điểm và cái ấp 5 một điểm. Tuy nhiên thì hiện nay vì cái địa phương thì khó khăn thì không có kinh phí để khắc phục. Do vậy thì cũng đề nghị là các cấp lãnh đạo huyện tỉnh có cái chính sách hỗ trợ để làm cho khắc phục cái 2 điểm sạt lở này, để bảo vệ tài sản và cái đời sống của người dân. Tính đến thời điểm này, toàn huyện Cai Lậy có hơn 23 điểm sạt lở, làm sụp lún, hư hỏng, thậm chí mất cả đường giao thông. Hôm qua, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Dương đã kiểm tra và phát hiện số lượng lớn khoảng 1.000 thùng phi đựng hóa chất chưa qua xử lý tại một cơ sở thu gom phế liệu thuộc khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Cơ sở thu mua phế liệu này do ông Trần Văn Doanh, 36 tuổi làm chủ, hoạt động từ tháng 2 năm 2018. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Doanh khai nhận chuyên thu mua các thùng phi đựng hóa chất trong công nghiệp, sau đó rửa lại rồi đem bán. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh, cơ sở không đảm bảo điều kiện về xử lý chất thải. Lực lượng chức năng đã lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang một thông tin khác. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa kiểm tra và phát hiện một kho chứa số lượng lớn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đã quá hạn sử dụng tại địa chỉ số 42A đường Mai Thị Lụ, phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là kho của chi nhánh công ty cổ phần Nông Dược 2 có trụ sở tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, tổ công tác đã phát hiện trên 100 lít phân bón dạng lỏng, gần 80 kg phân bón dạng bột và gần 800 lít thuốc bảo vệ thực vật đã quá hạn sử dụng. Sau khi kiểm tra, cơ quan công an đã lập biên bản niêm phong toàn bộ số phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Phú Quốc vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Kiên Giang giải cứu thành công một nam nạn nhân, đồng thời bắt giữ 4 người về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Nạn nhân được giải cứu là anh Đỗ Thảo, tạm trú xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Anh Thảo cho biết, ngày 1 tháng 7, trên đường đi làm thì bị hai người đến chặn đầu xe hỏi tên, khống chế, bắt nhốt vào một căn phòng và bị hành hung, ép anh liên lạc với người nhà mang tiền đến trả. Lý do được đưa ra là em trai và mẹ của anh Thảo đang thiếu nợ một người tên Nguyễn Thị Thùy Linh. Sau khi hành hung không có kết quả, nhóm người này bỏ ra ngoài, anh Thảo bí mật gọi cho em gái trình báo công an. Lúc lên xe chở về, trong cái phòng, rồi đóng cửa lại, hỏi đó là mẹ mày đâu rồi, thằng Băng đâu, rồi kêu điện cho thằng Băng, điện cho mẹ mày để chụp mày ra thôi, nhốt ở đây rồi đem điện cho mẹ không được, thì đó cổ có điện cho thằng Băng, chị Linh đó mới chụp cái máy, là mới hỏi là mày đang ở đâu, mày có đi về không, mà tao cứu được mày tao giết mày. Thì vừa nói chuyện xong thì nó tắt máy gì không biết, thì hàng ngoài sau nó chụp cái ly nó tán em. Rồi sau đó khoảng chừng chút xíu nữa
thì cũng hỏi nữa, thì có cái thằng đó là mập mập, nó mới đi vô đá thêm cái nữa. Bốn người bị bắt giữ trong vụ việc nói trên gồm Trần Khánh Linh, 23 tuổi, Phạm Văn Cường, 22 tuổi, Trần Hậu Đức, 26 tuổi, quê Hà Tĩnh và Lưu Anh Tú, 22 tuổi, quê Nam Định. Tại cơ quan công an, bốn người này thừa nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên đến Phú Quốc làm đàn em cho Nguyễn Thị Thùy Linh, trông coi tiệm game kim cho vay nặng lãi. Việc bắt giữ anh Thảo do Nguyễn Thị Thùy Linh yêu cầu. Thùy Linh trực tiếp tra khảo, một số người canh giữ bên ngoài. Đến khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 7, công an kiểm tra, bắt quả tang và giải thoát cho anh Thảo. Tại đây, công an còn thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao, kiếm và ống tuyếp sắt. Quý vị thân mến, nhắc đến làng hoa Sa Đéc, nơi được mệnh danh là thủ phủ hoa của miền Tây, thì mọi người đều nghĩ đến các vườn hoa với hàng chục loài hoa khác nhau. Thế nhưng với anh Nguyễn Phước Lộc sống tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, lại chỉ chọn riêng cho mình một vẻ đẹp, đó chính là vẻ đẹp của loài hoa hồng. Với hơn 20 năm đam mê và gắn bó với hoa hồng, anh đã có cho mình vườn hoa hồng với hơn 40.000 chậu và trở thành điểm tham quan hấp dẫn đối với nhiều du khách trong và ngoài nước. Ngoài việc cố gắng lưu giữ những giống hoa truyền thống của địa phương, anh Lộc còn đi nhiều nơi để sưu tầm thêm nhiều giống hoa hồng ngoại. Trong tổng số hơn 130 giống hoa hồng anh Lộc đang sở hữu thì có 80 giống hồng leo và 50 giống hồng bụi. Nhiều giống hoa được anh mua giống trực tiếp từ các nước như Pháp, Mỹ, Thái Lan. Tuy sở hữu khu vườn hoa hồng đồ sộ, nhưng anh Lộc vẫn chưa thỏa mãn với những gì mình đang có mà anh luôn tìm các giống mới, bởi với anh, có thêm một giống hoa là có thêm một niềm vui. Khi mà vào cái vườn hồng á, thì người ta rất là ngỡ ngàng. Thứ nhất là nó nhiều cái màu sắc, nó pha trộn lẫn nhau thì nó rất là đẹp. Cái thứ hai với lại cái số lượng nó rất là lớn, cho nên nó tạo thành một cái thảm hoa hồng làm cho khách rất là thích thú. Để có được số lượng hoa hồng lớn như ngày nay, anh Lộc cũng không biết bao lần thất bại bởi khi mua về cây không phù hợp với thời tiết. Mặc dù gặp khó khăn, nhưng với sự đam mê và kiên trì chăm sóc, nhiều giống hoa hồng ngoại đã được anh trồng thành công. Cái đợt đầu mình chiết ra thì cái cây á, là nó còn rất là yếu. Thì cái lần thứ hai cái cây nó sẽ tốt hơn, nó thuần về cái khí hậu của mình. Đợt 3 thì cái cây nó sẽ tốt hơn cái cây F2. Thì cứ như vậy mình nhân ra hoài thì cái chậu hồng của mình nó sẽ từ từ nó sẽ được thuần dưỡng theo cái khí hậu của Việt Nam của mình. Làng hoa Sa Đéc từ lâu đã nổi tiếng là xứ sở của những loài hoa với hơn 2.000 chủng loài hoa, trong đó hoa hồng cũng là một trong những loài hoa nổi tiếng và lâu đời của địa phương. Việc có thêm những người nông dân chịu khó bảo tồn và tìm tòi thêm nhiều giống hoa như anh Lộc đã góp phần làm cho bức tranh làng hoa Sa Đéc thêm phần rực rỡ, tạo thêm sức hút đối với du khách khi đến với làng hoa trăm tuổi này. Quý vị thân mến, với niềm đam mê dành riêng cho loài hoa này thì hy vọng vườn hoa của anh Lộc sẽ ngày càng có nhiều chủng loại mới hơn và nơi đây sẽ luôn là điểm đến thú vị của du khách. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin 18 giờ do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty Nam Thành Media thực hiện cùng với nguồn tin do báo Tuổi Trẻ cung cấp. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai vào lúc 18 giờ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin thân ái chào tạm biệt.